không ăn. Thế làm sao mà không ăn cơm? Mày bị ung thư. Hả? Lấy bồn đầu, áp dụng nhiều dã man. Làm gì có chuyện đấy được. Chồng bố lên nhá. Bác sĩ bây giờ sẽ cứu được thôi. Nhưng mà vợ hỏi này, ngoài cái chuyện đấy ra, chồng còn giấu vợ cái gì nữa không? Năm ngoái anh có thế chấp sổ nhà mình để vay ngân hàng. Vay xi len của Sibank để đầu tư đất mà mình đất đấy bây giờ lại cũng gấp đôi rồi, nợ cũng trả xong, định đưa mẹ con em đi du lịch nhưng mà anh không còn nhiều thời gian nữa. Ăn cơm đi.